Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 10 giờ sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Hội thảo quốc tế về những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam. Trong phần tin quốc tế, Israel chấp nhận lệnh ngừng bắn mới trong vòng 24 giờ. Hôm nay 27 tháng 7 kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2014. Nhân ngày này, trên khắp cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến cứu nước. Đây là những hoạt động thiết thực mà tuổi trẻ Việt Nam hướng đến thế hệ cha anh trong ngày linh thiêng cùng non sông đất nước để các anh vẫn bất tử trong lòng Tổ quốc. Hơn 3.000 nghĩa trang trên khắp cả nước tối ngày hôm qua đã thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, cũng nằm trong tuần lễ hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn. Đoàn viên thanh niên Đắk Lắk còn tổ chức thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, các cựu chiến binh, tu sửa dọn vệ sinh tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên địa bàn. Bên cạnh đó, các chi đoàn, chi hội còn tổ chức sinh hoạt ôn lại truyền thống cách mạng đấu tranh giữ nước của cha ông. Cũng trong ngày hôm qua, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Hội người Campuchia gốc Việt Nam cũng đã tổ chức lễ viếng và dâng hoa tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh. Những đóa hoa tươi thắm đã được dâng lên để tưởng nhớ đến các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, những người con của Việt Nam đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả cứu giúp dân tộc và đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng của chế độ Pol Pot. Ngày 25 tháng 7 tại tỉnh Stung Trang, Campuchia, lãnh đạo quân khu 1 quân đội Hoàng gia Campuchia cam kết tiếp tục triển khai đa dạng các biện pháp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn quân khu, phấn đấu hoàn thành các công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt các liệt sĩ Việt Nam vào năm 2020. Trong buổi làm việc với cơ quan tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, đại diện cho Ủy ban chuyên trách chính phủ Campuchia, Đại tướng Hu Chiang, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Quân khu 1 cho biết, thời gian qua, Quân khu 1 cùng nhân dân và chính quyền 3 tỉnh thuộc địa bàn quân khu đã tham gia hỗ trợ một cách hiệu quả các hoạt động tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Trong mùa khô năm 2013-2014, các đội chuyên trách Việt Nam đã cất bốc và hồi hương 70 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn quân khu 1. Đại tướng Hu Chiang và lãnh đạo tỉnh Mondulkiri, Stung Trang và Ratanakiri cũng khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị và chính quyền cơ sở tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho các đội chuyên trách Việt Nam triển khai hoạt động trên địa bàn quân khu nhằm hoàn thành kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của chính phủ hai nước Việt Nam Campuchia trong mùa khô 2014-2015. Ngày 26 tháng 7, Hội thảo quốc tế về những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam đã diễn ra tại Dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ được hơn 30 học giả, chuyên gia pháp lý quốc tế đến từ 12 quốc gia. Hội thảo một lần nữa là tiếng nói quan ngại chung của cộng đồng quốc tế trước hành vi phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông vừa qua, kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời khuyến nghị các giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông. Trong phiên thứ nhất của hội thảo, phân tích dưới góc độ luật pháp quốc tế, các ý kiến chuyên gia một lần nữa khẳng định hành vi hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại Biển Đông thời gian qua đã rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế, gây mất ổn định, an ninh của khu vực, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đã được thừa nhận và phù hợp với Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982. Điều rõ ràng là quyền chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa đã được thừa nhận trên thế giới, cả trên góc độ lịch sử và pháp lý. Việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc là một trong những dạng hoạt động đe dọa sử dụng vũ lực vì nó được hộ tống bởi các tàu quân sự. Đây không chỉ là vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc hay vấn đề của khu vực mà là vấn đề của toàn cầu.
Bàn về các giải pháp chính trị, ngoại giao cho vấn đề Biển Đông, các chuyên gia khuyến nghị trung gian hòa giải, đối thoại thực chất thông qua các diễn đàn khu vực và quốc tế là những biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, có sức nặng góp phần thúc đẩy các bên liên quan, nhất là Trung Quốc, tích cực tham gia tiến trình giải quyết hòa bình tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Những tiến trình này cần phải được diễn ra trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế khu vực khác. Thực tế là nếu một quốc gia thấy họ bị cô lập, họ sẽ có phản ứng tích cực trở lại đối với áp lực quốc tế. Đàm phán thực tâm là rất quan trọng trong quan hệ quốc tế, song đàm phán không thể kéo dài mãi mãi. Nếu đàm phán và hợp tác không thể tạo ra hiệu quả thực tế, các quốc gia có lẽ cần tính đến các lựa chọn khác. Theo tôi, đó là tòa án công lý quốc tế. Đề cập đến các biện pháp pháp lý, các ý kiến chuyên gia cho rằng, trước hết, việc các quốc gia tranh thủ tối đa các công cụ chính trị, ngoại giao đã là phát huy các hành lang pháp lý sẵn có trong luật pháp quốc tế để giải quyết bất đồng. Khi chúng ta sử dụng các biện pháp chính trị, ngoại giao để giải quyết hòa bình cái tranh chấp này, đấy là chúng ta đang thực hiện các quy định của pháp luật quốc tế. Có thể thấy, hội thảo đã một lần nữa cho thấy sự ủng hộ của cộng đồng học giả, luật gia quốc tế đối với lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong xử lý vấn đề Biển Đông. Và với nhiều phân tích, khuyến nghị chuyên sâu, hội thảo đã đưa ra được những điểm Việt Nam cần phải chú ý thực hiện trong tận dụng tối đa các công cụ phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Ngày hội giọt hồng tri ân, ngày hội cuối cùng trong chuỗi hành trình đỏ điểm nhấn của chiến dịch những giọt hồng máu hồng 2014 đã được tổ chức thành công ngày hôm qua. Riêng ngày hội giọt hồng tri ân đã có 8.000 người tham dự, 3.000 người tham dự xếp hình cánh diều hoa sen với chủ đề khát vọng Việt Nam, 3.200 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận 2.280 đơn vị máu. Cùng đó, các hoạt động tri ân hướng về cội nguồn được thực hiện như dâng hương tại đài tưởng niệm, thăm nghĩa trang liệt sĩ, thăm các di tích lịch sử cách mạng. Xuất phát tại Kiên Giang vào ngày 3 tháng 7 và tại Hòa Bình ngày 10 tháng 7, hành trình đỏ đã có mặt tại 25 tỉnh, thành phố, tổ chức được 242 buổi hiến máu, tiếp nhận được 47.825 đơn vị máu, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về bệnh tan máu bẩm sinh, tuyên truyền trên 500.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và tan máu bẩm sinh. Một sự kiện văn hóa đáng chú ý trong tuần tới, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định, với sự tham gia của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy tụ hàng trăm võ sư, võ sĩ và võ sinh khắp các châu lục đến tranh tài và biểu diễn. Liên hoan là dịp để các câu lạc bộ võ và trong và ngoài nước, các võ sư có dịp tranh tài thi đấu, qua đó bảo tồn và phát huy nền võ học Việt Nam. Trong chương trình khai mạc liên hoan có lễ đón nhận danh hiệu võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với chủ đề bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Việt Nam. Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam sẽ có lễ dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung và Đền Tế Trời Đất, hội đánh bài chòi cổ dân gian, lễ hội đường phố và nhiều hoạt động tôn vinh vẻ đẹp của vùng đất võ Bình Định. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Israel ngày hôm qua đã chấp nhận đề xuất của Liên Hợp Quốc về một lệnh ngừng bắn mới trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, thì Tel Aviv cảnh báo quân đội sẽ hành động nếu các tay súng Palestine vi phạm lệnh ngừng bắn. Trong cuộc họp nội các về khủng hoảng của Israel, các thành viên đã nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn và bắt đầu từ ngày hôm qua, kéo dài đến tận nửa đêm ngày hôm nay theo giờ địa phương, tức là 21 giờ GMT ngày hôm nay. Động thái trên diễn ra sau khi Liên Hợp Quốc và nhiều nước đã lên tiếng thúc giục Israel kéo dài lệnh ngừng bắn nhân đạo tạm thời trước đó. Tuy nhiên, phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã không chấp nhận việc kéo dài lệnh ngừng bắn trừ khi binh sĩ Israel rút khỏi Gaza và những người đi lánh nạn được trở về nhà. Tổng thống Pháp François Hollande cam kết toàn bộ thi thể 118 nạn nhân vụ rơi máy bay ở Mali sẽ được đưa về Pháp. Tuyên bố trên được ông Tổng thống François Hollande đưa ra ngày hôm qua trong buổi gặp các gia đình nạn nhân ở thủ đô Paris. Ông Hollande cũng đảm bảo rằng các gia đình nạn nhân có thể đến nơi xảy ra vụ rơi máy bay để tưởng niệm người thân của mình. Hiện các binh sĩ Pháp đang đảm bảo an ninh tại hiện trường vụ rơi máy bay. Tổng thống Pháp cũng ra lệnh cho tất cả các cơ quan chính phủ trên khắp cả nước treo cờ rủ trong 3 ngày bắt đầu từ ngày mai để tưởng nhớ 118 người, trong đó có 54 người Pháp đã thiệt mạng khi chiếc máy bay của hãng hàng không Air Algérie rơi ở Mali hôm ngày 24 tháng 7.
Trước tình hình bất ổn có chiều hướng leo thang nguy hiểm tại Libya, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua đã ra chỉ thị sơ tán toàn bộ quan chức và nhân viên ở Đại sứ quán nước này tại thủ đô Tripoli. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 150 nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ, trong đó có 80 lính thủy đánh bộ, đã được lệnh vượt qua biên giới Libya sang Tunisia bằng đường bộ. Tuy nhiên, trong quá trình sơ tán này, luôn có 2 máy bay chiến đấu hộ tống bên trên sẵn sàng bảo vệ an ninh. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo các công dân nước này nên hoãn tất cả các chuyến đi không cần thiết đến Libya, đồng thời hối thúc các công dân đang có mặt tại Libya nhanh chóng rời khỏi nước này. Nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là với những người vô gia cư, một dự án nhà tắm công cộng trên xe buýt đã được hình thành tại Mỹ. Dự án này đang ngày càng được hoan nghênh bởi sự đơn giản nhưng rất thiết yếu của nó. Nhà tắm công cộng có sẵn ở trong những khu nhà dành cho người vô gia cư, nhưng chúng luôn luôn bị quá tải và không đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Tổ chức phi lợi nhuận Lavamay, San Francisco, Mỹ vừa giới thiệu một phiên bản thử nghiệm của một chiếc xe buýt được chia thành các buồng tắm miễn phí dành cho 6.400 người vô gia cư đang sống tại khu vực này. Nhà sáng lập Lavamay, bà Sandoval cho biết, hy vọng của bà trong ý tưởng này là đem lại sự tự tin và cảm giác thoải mái cho những người vô gia cư. Nếu bạn là người vô gia cư, thì vấn đề đầu tiên cản trở bạn vươn lên khỏi hoàn cảnh chính là vấn đề vệ sinh. Chẳng ai chịu phỏng vấn hay đăng ký hỗ trợ nhà ở cho bạn nếu bạn trông nghếch ngác cả. Nhìn những người vô gia cư tươi cười rạng rỡ bước ra khỏi chiếc xe buýt, tôi cảm thấy thật tuyệt vời vì mình đã có thể làm một điều gì đó tuy đơn giản nhưng rất quan trọng. Chi phí chuyển đổi và tái chế chiếc xe cũ tiêu tốn khoảng 75.000 đô la Mỹ. Và dự án này được tài trợ 100% từ những nhà hảo tâm. Chiếc xe có 2 phòng tắm riêng với đầy đủ vòi hoa sen nóng lạnh, toilet sạch sẽ, dầu gội đầu, xà phòng, máy sấy tóc và khăn tắm. Âm nhạc thư giãn cũng có thể được bật trong lúc sử dụng nhà tắm. Ở trong xe như là mê cung vậy, toàn là đồ công nghệ cao. Về cơ bản thì tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, vì nếu dự án này được tiếp tục thì mỗi tuần tôi sẽ có thể được tắm rửa sạch sẽ. Chính quyền thành phố cho phép chiếc xe buýt lấy nước từ những trụ nước cứu hỏa và tạm thời thì xe sẽ đỗ tại quận Mission, San Francisco vào mỗi thứ bảy. Tổ chức Lavamay hy vọng nhiều xe buýt kiểu này sẽ được bổ sung cho thành phố trong những năm tới. Đồng thời, nhiều tổ chức phi lợi nhuận cũng đã bày tỏ nguyện vọng muốn nhân rộng ý tưởng này tại nhiều thành phố trên toàn thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự 10 giờ sáng của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.